Rồi chúng ta tiếp tục học cái phần tiếp theo buổi sáng nha các em. Thì buổi sáng thì mình học tới cái phần định lý Laplace á. Thầy nói là chủ yếu là về cái hệ quả của định lý Laplace. Thường là mình sẽ sử dụng cái hệ quả này để đưa một cái định thức cấp n về cái định thức con cấp n trừ 1. Chẳng hạn như đây là cái định thức cấp 4 nè, định thức cấp 4 nè. Mình sẽ khai triển theo cái dòng thứ nhất để mình đưa nó về cái định thức cấp 3. Định thức cấp 3. Ở đây là định thức cấp 3 nè, thấy chưa? Đấy. Tức là nó có 3 dòng 3 cột thôi. Ở trên đây thì nó 4 dòng 4 cột, đúng không? Thì mình biết là theo cái định nghĩa định thức á, thì để tính định thức cấp 4 này đó là mình phải tính một cái tổng gồm có 24 số hạng, mà mỗi số hạng đó là tích của bốn chữ số, tích của bốn cái số cái phần tử ở trên các cái dòng khác nhau đó. Cho nên là cái hiệu quả của định lý Laplace này đó là mình nếu mình khai triển theo dòng đó, mình sẽ đưa cái định thức cấp 4 về các tính cái định thức cấp 3, và định thức cấp 3 mình đưa về cấp 2. Và nếu mà định thức cấp 2 thì mình chỉ cần nhân chéo trừ nhau đó là xong. Thầy ví dụ như là bây giờ thầy lấy ví dụ về một cái tính một cái định thức đi. Xong thấy màn hình thôi. À, thầy chưa share màn hình. Thầy xin lỗi. Đây đây để thầy share màn hình. Đấy, cụ thể thì ví dụ như là mình tính một cái định thức này. Chẳng hạn mình tính một cái định thức cấp 3. Cho một cái định thức tùy ý thôi. Bây giờ để tính cái định thức này đó, mình thử mình bấm máy thử coi, tính cái định thức này coi nó bằng bao nhiêu nha. Đây là định thức cấp 3 nè, thì mình bấm ma trận mod 6 ma trận, và định thức cấp 3 thì mình sẽ bấm cái ma trận cấp 3 nhân 3. Sau khi mình nhập ma trận xong bấm AC ha, rồi mới bấm Shift 4 chọn số 7, rồi mới bấm Shift 4 chọn ma trận A ra là số 3. Thì định thức này nó bằng âm 2 à, định thức này bằng âm 2, bấm máy tính ra âm 2. Bây giờ mình tính theo cái định lý Laplace nè, như mình khai triển theo cái dòng thứ nhất, khai triển theo dòng thứ nhất thì cái phần tử đầu tiên của dòng thứ nhất là số 1, và cái số 1 này á, là nó nằm ở dòng 1 cột 1, cho nên nó là mà 1 cộng 1 là 2, đúng không? 2 là số chẵn. Đấy, cho nên là mình khỏi thêm dấu trừ vô. Và khi mà mình bỏ đi cái dòng 1 cột 1 á, khi mà bỏ đi dòng 1 cột 1 á, thì mình sẽ còn cái phần tử nào? Số 3 nè, số 4 nè, số 1 nè, số 1 nè. Vậy thì mình còn định thức cấp 2. Định thức cấp 2 là gì? À,
3 4 1 1. Và cái phần tử số thứ hai của dòng đầu tiên đó, phần tử cái dòng đầu tiên phần tử số 2 nó cũng chính là số 2 luôn. Nhưng mà phần tử số 2 này đó là nó nằm ở dòng 1 cột 3, à, cột 2, dòng 1 cột 2. Mà 1 cộng 2 đó là 3, mà 3 là số lẻ, cho nên mình nhân thêm trừ 1 ở đây. Mình nhân thêm trừ 1 ở đây. Nhân thêm trừ 1 ở đây. Và mình sẽ nhân thêm cái định thức con bù của cái phần tử số 2 này. Thì cái phần tử số 2 này đó là nó nằm ở cái dòng dòng 1 cột 2. Dòng 1 cột 2, thấy không? Đó. Thì mình bỏ đi cái những cái phần tử ở trên cái dòng 1 và trên cái cột 2 đi, thì nó còn số 2 nè, số 4 nè và số 3 nè, số 1 nè. Như vậy thì nó còn lại là 2 4 3 1. 2 4 3 1. Đó. Và cái phần phần tử cuối cùng của cái dòng số 3 này đó là cái dòng thứ nhất này đó là số 3. Đấy, số 3. Nhưng mà số 3 này ở dòng 1 cột 3. 1 cộng 3 là 4, mà 4 là số chẵn cho nên mình khỏi nhân thêm trừ 1. Thì nào là cái số dòng cộng số cột và số lẻ mình mới nhân thêm trừ 1. Đấy. Và cái nhân thêm cái định thức con bù của nó, tức là mình bỏ đi cái dòng số 1 và cái cột số 3. Thì nó sẽ còn số 2 3 2 nè. Phần tử số 2 này. Phần tử số 3 này. Rồi phần tử số 3 này, số 1 này. Đó, là 2 3 rồi 3 1. Thì tới đây đó thì mình cứ việc tính toán bình thường. Ở đây thì cái định thức này là định thức cấp 2. Định thức cấp 2 thì nhân chéo trừ nhau thôi. Thì nhân chéo là lấy số 3 này nhân số 1 nè là 3. Rồi lấy số 4 này nhân số 1 này là 4 nè. Vậy thì 3 trừ 4 là trừ 1. Đúng chưa? Trừ 1. Vậy thì cái thằng này nó bằng trừ 1 nè. Thằng này nó bằng trừ 1 nè. 3 trừ 4 bằng trừ 1. Còn cái định thức này thì nó bằng bao nhiêu? Lấy 2 nhân 1 là 2. Rồi 3 nhân 4 12, 2 trừ cho 12 là trừ 10. Đúng chưa? Trừ 10, nhưng mà ở đây đó là mình phải nhân thêm cái số này. Cái số này nó chính là trừ 2. Trừ 10 mà nhân cho trừ 2 là bằng 20. Vậy thì mình ghi là cộng 20. Đấy. Còn ở đây đó thì bây giờ cái tính cái định thức này thì mình cũng nhân chéo trừ nhau là 2 nè, nhân nhân theo cái dòng này 2 và nhân cho 1 là 2 nè. Rồi 3 nhân 3 là 9 nè, 2 trừ 9 là nhiêu? 2 trừ 9 là nhiêu? Trừ 7. Trừ 7 mà mình nhân thêm số 3 này nữa là trừ 21. Trừ 21. Thế thì bây giờ là trừ 1 nè, mà trừ cho 21 là trừ 22. Trừ 22 và cộng lại 20 á thì nó sẽ bằng là âm 2. Đấy, thì mình nếu mà khai triển theo cái định lý Laplace này thì cái tính định thức cũng được nha. Đấy. Thì bây giờ này thì cái phần tử số 1 này thầy nói là nếu mình bỏ đi dòng 1, bỏ đi cột 1 thì nó còn cái gì? 3 4 3 4 1 1 là nằm ở đây. Được Còn chỗ này là phần tử số 2. Phần tử số 2 nó nằm đây nè. Phần tử số 2 đây nè. Vậy thì mình bỏ đi dòng 1 cột 2 thì nó còn cái thằng này. Đấy không? Còn thằng này với thằng này. Thì nó ra là 2 4 3 1. Nhớ được chưa? Có bạn Lâm với bạn Thạnh đó hả? Bạn Nam mới chiều nay nghỉ nữa à. Và tương tự như vậy thì nếu như mình lấy phần tử số 3. Phần tử số 3 này đó là nó nằm ở vị trí thứ thứ 3 của cái dòng đầu tiên. Thì mình bỏ đi cái dòng 1 và cột 3 thì nó sẽ còn cái định thức con bù là định thức này. Định thức con bù đây. Mình đem qua đây. Đó. Và em lưu ý khi mà em lấy phần tử nào thì em coi phần tử nó nằm ở dòng mấy, cột mấy. Thấy không? Ví dụ như em lấy cái phần tử số 2 này thì nó nằm ở dòng dòng 1 cột 2.
Dòng 1 cộng 2 thì 1 cộng 2 là 3. 3 là số lẻ thì em nhân thêm trừ 1. Còn nếu em lấy số dòng cộng số cột mà nó chẵn thì mình khỏi nhân thêm trừ 1. Đại khái là thế. Đấy là cái nội dung của cái định lý Laplace mà thầy nói hồi sáng hơi nó hơi sơ lược. Bây giờ tiếp theo là mình nói về cái khái niệm về hạn ma trận. Thì cái định nghĩa hạn ma trận đó là nó định nghĩa là một cái số nguyên dương R. Mình biết số nguyên dương nhé, số nguyên dương chẳng hạn như là số 1, số 2, số 3 này kia đó, mình gọi là số nguyên dương. Không? Còn cái số 1,1 hay là 1,5 thì nó không phải là số nguyên. Hoặc là cái số là 0, âm 1, âm 2 này kia đó thì nó không phải là nguyên dương. Nó là nguyên âm với số 0. Đó. Cho nên là số nguyên dương ở đây em hiểu ra là hạn của ma trận là một cái số nguyên dương. Không? Như 1, 2, 3 nữa. Đấy. Thì nếu như trong cái ma trận A này nó tồn tại một cái định thức con cấp R khác không, và mọi định thức con cấp lớn hơn R trong ma trận đều bằng không, và mình ký hiệu cái hạn của ma trận A đó là bằng răng A. Chữ răng là tiếng Anh, nó là nó là có nghĩa là hạn đó. Thì ví dụ ở đây nè, ở trong cái ma trận A này đó thì em thấy là em lấy một cái định thức con, lấy dòng 1 cột 1, dòng 1 dòng 2 và cột 1 cột 2 thì được một cái định thức con cấp 2 này. Định thức con cấp 2 này mình nhân chéo trừ nhau thì nó ra số khác không. Thì rõ ràng định thức con cấp 2 nó tồn tại cái định thức con cấp 2 khác không. Còn cái định thức con cấp 3 của nó từng mình phải lấy hết 3 dòng. Lấy 3 dòng và 3 cột trong 4 cột này. Đó. Thì ở đây nó có 4 cột, cho nên ở đây nó là mình sẽ có 4 cái định thức cấp 3, 4 định thức con cấp 3. Đó. 4 định thức con cấp 3 là 4 định thức này, tức là nếu như mình lấy cột 1, cột 2, cột 3 thì nó được định thức này. Đúng không? Còn nếu như mình lấy cột 2, 3, 4, 2, 3, 4 thì mình được cái định thức này. Mình cũng có thể lấy cột 1 rồi là 3, 4, 1, 3, 4. Thấy không? 1, 3, 4 là định thức này. Rồi là 2, cái này là 2, 2, 3, 4 nè. Còn cái này là 2, 2, 1, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Tức là mình lấy cái cột 2, cột 1, cột 4 á. Đấy, thì tổng cộng mình được cái bốn cái định thức con cấp 3 này, và mình có thể kiểm tra lại bằng cách là bấm máy tính là chứng tỏ là bốn cái định thức con cấp 3 này nó đều bằng không. Thấy không? Cụ thể nè, tôi bấm thử này, kiểm tra lại coi cái phải cái định thức này bằng không không. Thì đối với cái máy tính 570 đó thì ma trận là phải menu 4, bấm chữ 4. Ba dòng ba cột. Đấy, thì đây là mình đã nhập vô cái định thức con đầu tiên, định thức con cấp 3. Thì bây giờ là mình tính ma tịnh đức của ma trận, định thức của ma trận. Bấm số 3. Thì định thức nó bằng không rõ ràng, thấy chưa? Thì định thức mà thầy tô màu đỏ ở trên màn hình này nè, nó bằng không rõ ràng. Mà tương tự gì thì mình cũng có thể kiểm tra lại coi các cái định thức này nó bằng không hết. Như vậy thì trong cái ma trận A này đó, nó tồn tại một cái định thức con cấp 2. Lưu ý cái số 2 là khác không. Định thức con cấp 2 nó khác không. Còn mọi cái định thức con mà cấp lớn hơn 2 thì ở đây nó chỉ có bốn cái định thức cấp 3 thôi. Nó đều bằng không hết. Như vậy thì hạn của ma trận A này là bằng 2. Và nó có một cái bài toán đặt ra là nếu mà mình cứ tìm cái hạn ma trận theo cách này thì nó khó quá. Thấy không? Cho nên ở đây đó, người ta sẽ có các cái phương pháp tính hạn ma trận. Cái phương pháp thứ nhất đó là tính định thức bao quanh. Định thức bao quanh đó, đầu tiên mình sẽ tìm một cái định thức con cấp S nó khác không. Và sau đó là mình sẽ tìm cái định thức con mà cấp lớn hơn S bao quanh cấp S cộng 1 đó, nó bao quanh cấp S, định thức con cấp S thôi. Như vậy thì nếu mà định thức con mà cấp S cộng 1 đó, mà nó khác không nữa thì mình tiếp tục xét định thức con cấp S cộng 2.
mà nó bao quanh định thức con cấp x cộng 1. Thì bao quanh là sao? Ví dụ như chỗ này. Ví dụ như chỗ này đây là cái định thức con cấp 2 nè, khác không rồi nè. Đó thì bao quanh nó là nó chỉ có một thôi. Bao quanh nó là chỉ có một định thức này thôi. Ví dụ như một cái định thức này mà nó bằng không nữa thì thôi. Thì coi như hạng nó bằng 2. Đấy, thì mình chỉ cần kiểm tra định thức bao quanh thôi. Đấy, mình không cần phải kiểm tra hết tất cả cái định thức con cấp lớn hơn 2 như kia, như cái kiểu định nghĩa này. Thì cái ý nghĩa của phương pháp tìm hạng bằng định thức bao quanh là như thế. À, xin lỗi, bao quanh là nó có hai định thức chứ, hai định thức, nhưng mà nếu mà theo định nghĩa thì mình phải kiểm tra tới bốn định thức. Thì ở đây nó cái bao quanh là nó trước cái định thức mình đang xét là định thức con nhỏ nè, thấy không? Định thức cấp 2 nè. Đó. Thì cả hai cái định thức đầu tiên này đó nó đều chứa cái định thức bao quanh là 2 5 trừ 1 11. Thấy không? Còn bên đây thì không phải là định thức bao quanh của cái định thức D2 ở trên đây. Đấy, cái này không phải. Thấy không? Cái này không phải. Đấy, thì như vậy thì nếu mà dùng phương pháp định thức bao quanh á thì mình khỏi cần kiểm tra hai thằng này. Chỉ kiểm tra hai thằng trước thôi. Đó, thì cái phương pháp định thức bao quanh để tìm hạng ma trận thì nó có tiến bộ hơn cái định nghĩa một chút. À, tức là thay vì định nghĩa thì đối với cái hạng ma trận này đó mình phải kiểm tra tới bốn định thức cấp cấp 3 lần. Nhưng mà nếu mà theo cái phương pháp định thức bao quanh này đó, mình chỉ cần kiểm tra có hai định thức bao quanh thôi, hai định thức bao quanh thôi. Nhưng mà có một cái cách khác nó dễ hơn là mình dùng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng để tìm hạng ma trận. Thì cái cách đó đó là mình sẽ dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để mình đưa một cái ma trận mà nó dạng ban đầu, ma trận ban đầu là ma trận này, nó về với cái ma trận dạng bậc thang dòng. Thì hồi sáng thì khi mà mình nghiên cứu mình có nói về ma trận bậc thang rồi đó, bằng ba cái phép biến đổi sơ cấp thôi. Thì khi mà mình học đó, thì hồi sáng đó, thì thầy có nói về ba phép biến đổi sơ cấp. Thì các em lưu ý đó là ba phép biến đổi sơ cấp này, thì nhắc lại là thứ nhất là mình sẽ đổi hai dòng cho nhau, thứ hai là mình nhân một dòng cho một số khác không, thứ ba là mình sẽ thay một cái dòng nào đó bằng tổng của cái dòng đó với một cái số k nhân với cái dòng khác, thấy không? Đấy. Thì nhắc lại như thế. Thì bây giờ ví dụ như mình tìm hạng của ma trận này, tìm hạng của ma trận này thì là chúng ta đầu tiên là chúng ta viết ma trận này lại, à, đầu tiên là viết ma trận này lại nè. Bây giờ thì bây giờ đó mình sẽ cố gắng biến đổi cái ma trận này về cái dạng là bậc thang dòng. Mà muốn nó là bậc thang dòng á thì cái phần tử ở vị trí này nó phải bằng không, cái thằng này nó cũng phải bằng không, thằng này nó phải bằng không, tức là bốn ba cái phần tử này mình sẽ cố gắng biến đổi sao cho nó bằng không. Như vậy thì cái dòng đầu tiên này đó mình sẽ viết lại, cái dòng đầu tiên thì viết lại mình khỏi cần biến đổi, được chưa? Cái bước đầu tiên đó là cái ma chặn, cái dòng đầu tiên mình khỏi cần biến đổi, tức là cái dòng này mình viết lại qua bên đây, được chưa? Rồi xong rồi thì bây giờ mình làm sao biến đổi cho cái thằng này nó bằng không, cái thằng này bằng không, bằng cách là chỉ bằng là ba cái phép biến đổi sơ cấp thôi. Thì bằng cách là mình đổi hai cái dòng cho nhau đó thì không thể nào làm cho thằng này bằng không được, hoặc là nhân cái dòng này cho một cái số khác không thì không, cũng không được. Cho nên chỉ còn một cái cách thứ ba, đó là cộng vào cái dòng này, cộng vào cái dòng này cái dòng một sau khi mình đã nhân với một số. Như vậy thì ở đây em sẽ lấy cái dòng một em nhân cho trừ ba, em cộng xuống cái dòng số 2, được chưa? Lấy cái thằng, có nghĩa là lấy cái số 1 này nè, mình nhân cho âm 3, mình cộng xuống cái dòng thứ ba thì chỗ này nó sẽ bằng số 0, đúng chưa? Đó thì nhưng mà cái cách làm đó mình cũng đã tiến hành tương tự với cái phần tử kế bên, phần tử còn lại của cái dòng này, cái dòng số 2 này, tức là chỗ này mình cũng lấy cái gì, em lấy cái 2 nhân cho gì, nhân cho trừ 3, số 2 này em nhân cho trừ 3 rồi em cộng xuống số 7 này, đúng không? Thì 2 mình có thể tính bằng máy tính, đúng không? Máy tính bằng máy tính, tức là 2
rồi nhân cho trừ 3 rồi là cộng xuống là số 7. Đấy thì nó ra 1. Đây thì em thấy đây là số 1 chưa? Đó. Và mình làm tương tự như vậy đối với các phần tử còn lại. Đấy. Cái phần tử số 15 này mình cũng làm tương tự, tức là mình lấy 2 nè, nhân cho trừ 3 rồi cộng số 15. 2 nhân cho trừ 3 rồi cộng số 15. Thì dưới này mình sửa là số 15 đó, cộng số 15. Đấy, thì hiện ra 9, đây là số 9. Rồi chỗ này á, mình cũng lấy 2, mình cũng lấy cái trừ 1 này mình nhân cho trừ 3 và mình cộng xuống cái phần tử phía dưới này. Đó. Số trừ 1 đó, mình nhân cho trừ 3 thì nó ra 3, mà 3 cộng cho trừ 5 thì nó ra trừ 2. Đó. Mình có thể tính nhầm. Được chưa? Đó. Như vậy thì ở đây mình mới biến đổi cái dòng thứ hai, biến đổi cái dòng thứ hai để cho nó xuất hiện số 0 đầu tiên thôi. Đấy, thì còn cái dòng thứ ba thì sao? Dòng thứ ba để cho thằng này nó bằng không. Thì ở đây mình cũng lấy cái dòng 1 làm cái trụ. Lấy cái dòng 1 làm cái trụ, thấy không? Mình sẽ lấy cái dòng 1 này, mình nhân cho trừ 4 và cộng xuống dòng 3. Đó, tức là mình lấy chỗ này nhân cho trừ 4 nè, cộng xuống đây. Trừ 1. 1 nhân cho trừ 4 là trừ 4, cộng cộng 4 là bằng 0. Đây, số 0. Rồi tiếp tục mình cũng làm tương tự với phần tử còn lại. Lấy 2 nhân cho trừ 4, cộng xuống 7. 2 nhân cho trừ 4 là trừ 8, trừ 8 cộng xuống 7 là còn trừ 1. Rồi tiếp tục. Đối phần tử tới kế bên là 2 nhân cho trừ 4 là trừ 8, trừ 8 cộng 1 là trừ 7. Đấy. Ở đây là trừ 1 mà nhân cho trừ 4 là 4, mà 4 cộng cho trừ 2 là bằng 2. Thấy chưa? Đó. Và mình làm tương tự đối với cái dòng dòng cuối luôn, cái dòng số 4. Mình làm sao cho thằng này bằng không? Bằng cách là lấy dòng 1 làm trụ. Có nghĩa là mình nhân dòng 1 cho cái số nào đó để cộng xuống cái dòng 4 này để cho cái số này nó thành số 0. Đó, thì ở đây mình sẽ nhân cho 2. Đúng không? Cái 1 này em nhân cho 2 là 2, 2 cộng cho trừ 2 là bằng 0 nè. Đó. Như vậy thì chỗ này mình cũng nhân cho 2. 2 nhân 2 là 4, 4 cộng cho trừ 3, tức là 4 trừ 3 thì còn 1. Đó. Rồi 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 4 là 8. 4 cộng 4 là 8. Được chưa? Đó. Tương tự như vậy thì chỗ này nhân 2. À, chỗ này nhân 2 là trừ 2, trừ 2 cộng 0 là trừ trừ 2. Đấy. Như vậy thì mình kiểm tra kỹ lưỡng rồi, các bước làm đúng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ biến đổi tiếp cái ma chặn thứ hai này. Lưu ý là từ cái ma chặn đầu tiên sang ma chặn thứ hai nó chỉ là biến đổi sơ cấp trên dòng, tức là nó không làm hai ma chặn này bằng nhau. Không làm hai ma chặn bằng nhau cho nên cái dấu giữa hai ma chặn này mình không thể không được viết là dấu bằng, mà chỉ viết dấu tương đương thôi. Có nghĩa là hai ma chặn này tương đương thôi. Đó. Thì bây giờ từ cái ma chặn thứ hai mình phải làm sao để cho nó thành cái ma chặn mà bậc thang dòng. Để cho nó thành bậc thang dòng á thì ở cái vị trí này nè, chỗ này nó có một số 0. Đó, cái dòng thứ hai nó có một số 0 đầu tiên rồi. Vậy thì cái dòng thứ ba này á, là cái vị trí này nó phải là số 0. Và cái dòng này chỗ này nó cũng phải là vị trí số 0. Đó. Và hiển nhiên là từ cái dòng 1 mà nhảy xuống dòng 2 đó là cái số 0 nó tăng lên rồi. Tức là từ không có số 0 mà nó tăng lên một số 0, tức là hai cái dòng này nó đã bậc thang rồi. Cho nên là mình ghi viết y chang lại, hai cái dòng này nó bậc thang rồi, viết y chang lại. Mình chỉ biến đổi dòng thứ ba, dòng thứ tư thôi. Thấy không? Đấy, như vậy thì ở đây mình làm sao để cho thằng này nó bằng không? Là lấy cái dòng số 3 này nè. Cộng lên cái dòng 1. Tức là thật ra nó là cộng vô là dòng 2 chứ, cộng lên dòng 2, xin lỗi các em. Thì cái dòng 2 này là em nhân cho 1, em cộng xuống cái dòng 3. Đấy. Thì tại vì hai cái phần tử đầu tiên nó bằng không rồi. Em cộng vô, em nhân cho mấy rồi em cộng xuống dòng 3 thì nó cũng bằng số 0 thôi. Cho nên là cái vị trí số 0 này nó không thay đổi, thấy không? Đấy, giống như xây Rubik vậy đó, em xây làm sao mà em ví dụ như em xây được một mặt rồi thì khi mà biến đổi thì chỉ biến đổi những cái mặt khác thôi, không có biến đổi cái mặt ban đầu nữa. Đấy.
thì chỗ này thì cái chỗ này là hai cái dòng đầu tiên mình giữ nguyên ha. Dòng thứ ba mình biến đổi bằng cách là lấy dòng thứ ba thứ 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 hai nhân cho một cộng xuống dòng thứ ba. Đấy, thì chỗ này là không thì cộng không là nó bằng không rồi nè, đúng không? Đó. Còn cái này là một mà cộng cho cái trừ một thì nó ra cũng không. Đấy. Rồi chỗ này là chín mà cộng cho âm bảy thì nó ra hai. Đó, chín mà cộng cho âm bảy thì nó ra hai. Rồi cái này là âm 2 mà cộng cho 2 thì nó ra số 0. Đấy. Đó là biến đổi cái dòng thứ ba, là mình đã biến đổi tới cái dòng thứ ba rồi nè. Bây giờ biến đổi cái dòng thứ tư. Dòng thứ tư là mình cố gắng làm sao cho cái thằng này nó cũng là số 0 luôn. Thấy không? Vậy thì mình sẽ lấy cái dòng 2 này làm trụ nè. Mình lấy dòng 2 nhân cho trừ 1 và cộng xuống dòng thứ tư. Lấy dòng 2 nhân cho trừ 1. Chỗ này em nhân trừ 1 là âm 1 phải không? Âm 1 và cộng xuống đây là bằng 0. Đây số 0 đây. Đó, và tiếp tục là lấy cái thằng này nhân cho âm 1. Tức là lấy số 9 đây nè, nhân cho âm 1 và cộng xuống chỗ số 8 này là nó cũng là âm 1. Rồi lấy số 2 này trừ 2 này nhân cho âm 1 là 2, 2 cộng cho trừ 2 bằng 0. Đấy, thì như vậy thì ở đây đó mình sẽ được cái ma trận thứ ba. Ma trận thứ ba thì em thấy ở đây có một số 0, xuống dòng thứ hai thì nó tăng lên hai số 0. Như vậy thì ba cái dòng này đó là nó đã bậc thang rồi đó. Nhưng mà còn từ dòng thứ ba xuống dòng thứ tư là nó chưa bậc thang nha. Chỗ này hai số 0, ở đây cũng mới có hai số 0 thôi, nó chưa có bậc thang đó. Như vậy thì mình muốn cho nó bậc thang đó thì cái chỗ này nó phải bằng không. Mà muốn chỗ này bằng không đó, thì mình sẽ lấy cái dòng thứ ba này nè, mình nhân cho 1/2, nhân cho 1/2 ha, để cho nó thành số 1 và cộng xuống đây nó bằng không, đúng không? Vậy thì chỗ này em chỉ cần lấy cái dòng thứ ba này em nhân cho 1/2 cộng xuống dòng thứ tư thì dòng thứ tư nó toàn bộ là số 0 hết. Đấy, như vậy thì ở đây nó là dạng bậc thang dòng rồi. Cái ma trận cuối cùng là nó là bậc thang dòng rồi. Mà nó là bậc thang dòng rồi đó thì bây giờ mình sẽ đếm coi có mấy dòng khác không nha. Đó, thì ở đây là cái dòng này nó khác không nè, một dòng nè, hai dòng nè, ba dòng nè, đó ba dòng khác không. Còn cái dòng cuối cùng này là nó bằng không hết rồi, dòng cuối cùng này bằng không hết rồi, cho nên là ở đây nó chỉ có ba dòng khác không thôi đó, cho nên hạng của ma trận A nó bằng 3. Đấy, cái cách tìm hạng ma trận bằng cái cách là dùng cái phương pháp rao đó, dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để tìm hạng ma trận, đó là cái cách như thế. Bây giờ mình sẽ sang cái mục số 5, đó là cái hệ phương trình tuyến tính. Thì cái hệ phương trình tuyến tính đó là cái hệ nó gồm có M phương trình. Đây là phương trình thứ nhất nè. Đây là phương trình thứ thứ hai nè. Dân dân dân, đây là phương trình thứ M nè. Vậy thì hệ phương trình tuyến tính là hệ gồm có M phương trình và N ẩn. Đây là ẩn 1, x1, ẩn x2, ẩn xn, vân vân, ẩn xn. Vậy thì có n ẩn đúng không? Đó là một cái hệ gồm có m phương trình và n ẩn. Thì cái hệ mà nó có dạng giống như cái 16 này đó thì nó gọi là hệ phương trình tuyến tính. Thì trong cái hệ phương trình tuyến tính này đó thì em lưu ý là các x1, x2 đến xn đấy thì là các ẩn số, là cái số chưa biết. Còn các cái aez đó, aez mà cái y đó thì nó chạy từ 1 đến m, cái z thì nó chạy từ 1 đến n thì nó gọi là các hệ số của ẩn. Còn cái bz này đó là mình gọi là hệ số tự do. Đây là hệ số tự do đây. Còn đây là cái hệ số của ẩn. Thì mình sẽ có là m cái hệ số của ẩn x1, rồi là m hệ số của ẩn x2, mỗi cái ẩn nó có m hệ số theo ẩn, phải không? Đấy. Và nó có m hệ số tự do. Thì bây giờ đó thì khi mà các cái hệ số tự do này nó bằng không hết á,
thì mình gọi cái này, cái hệ này đó là gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, thấy không? Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là hệ mà các cái hệ số tự do bằng không. Đấy, thì đó là cái định nghĩa cái hệ phương trình. Thì bây giờ tiếp theo đó là mình nói về cái mà nghiệm của hệ phương trình. Như vậy thì ở trong cái này nó là nó gồm có m cái phương trình hay là m cái đẳng thức, mà m đẳng thức này là nó chưa có biết đúng hay sai. Nếu như mà mình thay cái ẩn x1 bằng một cái số nào đó, ẩn x2 bằng cái số nào đó, đúng không, mà thế vô mà nó là một cái m đẳng thức đúng, thì cái bộ số đó nó gọi là nghiệm của hệ phương trình đó. Thì một cái bộ gồm có C1, C2 đến CN mà khi mà thế thế vô cái phương trình đó, thế xi bằng cj đó, xi bằng cj vô thì mình được cái m cái đẳng thức đúng, thì cái bộ này nó gọi là nghiệm của hệ phương trình. Thì để có một cái cơ sở để mà mình giải cái hệ phương trình này đó, thì người ta sẽ đưa vào những cái khái niệm sau đây. Khái niệm thứ nhất là ma trận hệ số hay là ma trận ẩn số, tức là mình tách cái ẩn cái ma trận cái hệ số khỏi cái ẩn đó, và mình sẽ xếp theo thành một cái bảng, thành một cái ma trận, thì cái ma trận này được gọi là ma trận hệ số. Và cái tất cả các hệ số tự do thì mình sẽ xếp thành một cột, thì cái đây nó gọi là ma trận hệ số tự do. Và tất cả các cái ẩn thì mình cũng xếp thành một cái cột, thì mình đặt là x, ma trận x, thì cái này gọi là ma trận ẩn số. À, thường á là người ta sẽ ghép cái ma trận hệ số này với ma trận hệ số tự do ghép chung lại thì nó sẽ ra được cái ma trận này. Thì cái ma trận này nó gọi là ma trận hệ số mở rộng. À, đấy, thì ở đây để lưu ý thì cái ma trận này, ở đây thì mình gọi là ma trận hệ số ha, hay là ma trận ẩn số. Còn chỗ này mình gọi là ma trận hệ số tự do, chỗ này gọi là ma trận ẩn số, và chỗ này gọi là ma trận hệ số mở rộng. Các em lưu ý ha. Thì khi đó nếu mà mình lấy ma trận A này mình nhân cho ma trận X thì nó chính là các cái vế trái của các cái phương trình này, thấy không? Mình lấy ma trận A nhân ma trận X, tại vì A là m vòng n cột, còn cái thằng ma trận X này là nó là m n vòng, tại nó n ẩn mà, n vòng tức là số vòng của ma trận X nó bằng số cột của ma trận A, thì ma trận A nhân cho ma trận X là hợp lý. Đấy, thì khi đó mình nhân vô thì nó sẽ ra là cái ma trận dạng ma trận là A nhân X bằng B. À, này này nó có dạng giống cái phương trình bậc nhất một ẩn của mình á. Phương trình bậc nhất một ẩn là AX cộng B bằng 0. Như kiểu là 3 nhân X bằng 15 thì X bằng bao nhiêu? X 5 phải không? Đó là nó dạng dạng giống như thế. Nó dạng giống cái phương trình đại số, phương trình một ẩn. Thì bây giờ ở đây nó có thêm một cái khái niệm là hai cái hệ phương trình tương đương. Thì hai cái hệ phương trình tuyến tính được gọi là tương đương nếu cái có chúng có cùng cái tập nghiệm, cùng tập nghiệm. Thì em lưu ý đây mình đang nghiên cứu về hệ phương trình tuyến tính ha, hệ phương trình tuyến tính. Tại sao nó gọi là tuyến tính? Bởi vì ở đây đó, các cái ẩn số nó đều ở dạng bậc nhất hết, người ta nó gọi là tuyến tính, thấy không? Nó dạng bậc nhất hết cho nên nó gọi là tuyến tính. Thì bây giờ đó thì cái hệ phương trình tổng quát này đó thì cách xác định nghiệm, cách làm sao để giải nó và tìm nghiệm nó như thế nào, thì trước tiên mình có một cái định lý gọi là cái điều kiện có nghiệm của cái hệ phương trình tuyến tính. Cái điều kiện này mình gọi là điều kiện định lý Kronecker-Kabili. Đây là Kronecker này là nhà toán học người Đức, và Kabili là nhà toán học người Ý, đã chứng minh được sự tồn tại nghiệm của hệ phương trình tuyến tính. Thì điều kiện cần và đủ để hệ phương trình 16 nó có nghiệm là gì? Hạng của ma trận A nó bằng hạng của ma trận A ngang. Đó. Thì bây giờ đó khi mà mình
mình lập cái hệ phương trình đó, thì ở đây là ma trận hệ số nè, ma trận hệ số mở rộng nè, bằng cách tìm hạng ma trận. Mình tìm hạng ma trận mà như cái cách mà thầy tìm ở trên đây đó. Đó, mình tìm hạng ma trận. Tìm hạng ma trận mình biến đổi sơ cấp trên vòng để đưa ma trận A ngang này về dạng bậc thang vòng. Và từ cái ma trận A ngang này về bậc thang vòng đó là mình sẽ kết luận được là ma trận A nó cái hạng là nhiêu. A ngang hạng là nhiêu, thì ở đây mình sẽ kết luận là hệ phương trình có nghiệm hay không. Nếu mà hạng của hai ma trận này mà bằng nhau và bằng R thì mình sẽ xét hai trường hợp. Nếu như R là nó bằng cái số N luôn đó, thì hệ phương trình này nó có nghiệm duy nhất. Còn nếu mà R mà nhỏ hơn N đó thì hệ phương trình này nó có vô số nghiệm và nó sẽ phụ thuộc vào N trừ R tham số. Đấy. Thì bây giờ đó là thầy ở đây thầy giới thiệu thêm là cái cách giải hệ phương trình này bằng cái phương pháp Rao. Thì bây giờ đó để giải phương trình hệ phương trình 16 bằng phương pháp Rao đó, thì đầu tiên đó là mình sẽ lập ma trận hệ số mở rộng như thế này, tức là ma trận hệ số rồi thêm cái cột hệ số tự do vô, rồi mình dùng cái phép biến đổi sơ cấp để mình đưa cái ma trận A ngang này về dạng cái bậc thang vòng, về dạng bậc thang vòng mà nó tương đương với ma trận A ngang, thấy không? Thì từ ma ma trận C này đó mình sẽ suy ra được cái hạng của A và A ngang, và từ đó mình sẽ suy ra được cái hệ nó có nghiệm duy nhất hay là vô số nghiệm hay là vô nghiệm. Đó. Trong trường hợp mà hệ mà nó có nghiệm đó hoặc là vô số nghiệm đó thì mình lại đưa nó về cái dạng này, cái dạng mà bậc bậc thang này đó. Thì mình sẽ tính các cái nghiệm x1, x2 vân vân đến x xk theo các cái ẩn còn lại, và cái ẩn còn lại là mình cho nó là thuộc R hết, tùy ý nhận giá trị tùy ý hết. Đấy. Còn cái trường hợp mà nó có nghiệm duy nhất á, thường nếu mà có nghiệm duy nhất á, thường cái khúc này nó mắc nè, khúc này nó mắc là gì, thì mình sẽ tính được cái gì, cái x xn có xn mình xoay lên mình tính xn trừ 1 rồi tính xn trừ 2 vân vân, rồi tính tới x1 mình được ra được cái nghiệm duy nhất. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ là giải cái hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss như sau. Đó, thì cái đây là cái hệ phương trình tuyến tính nè. Thì đầu tiên đó là em lập ma trận hệ số mở rộng, ma trận hệ số mở rộng. Thì bây giờ cái ma trận hệ số mở rộng thì lập như thế nào? Ở đây mình thấy là nó có x1, có một x1 thôi, cho nên cái hệ số đầu tiên mình ghi số 1. Đó. Rồi cái hệ số thứ hai là hệ số trước x2 là bằng âm 5, âm 5 mình ghi xuống đây, thấy chưa? Và hệ số thứ ba là 4, dương 4 mình ghi số 4 xuống đây. Rồi hệ số tự do là âm 7 thì mình ghi số 7 ở đây, thấy chưa? Và tương tự như vậy thì mình xét xem cái phương trình thứ hai, thì cái hệ số trước x1 là bằng 2, hệ số trước x2 là bằng âm 9, âm 9. Và hệ số trước x3 là âm 1. Thì ở đây em thấy là nó để là trừ x3, có nghĩa là trừ 1 lần x3 đó. Thì ở đây nó sẽ là hệ số trước cái số x3 này là âm 1. Đó, hệ số này là bằng 4. Rồi đó là hệ số trước x1 trong phương trình thứ ba này bằng 3 nè. Hệ số trước x2 là bằng âm 11 nè, hệ số trước x3 là âm 7 nè. Và cuối cùng là 17. Được chưa? Đấy thì mình được cái ma trận A. Lưu ý là chỉ có ban đầu á là mình ghi dấu bằng thôi nha. Còn khi mình biến đổi mấy cái bước sau là mình ghi dấu tương đương đó. Tại vì hai ma trận này đâu bằng nhau đâu. Theo định nghĩa hai ma trận bằng nhau là các cái hệ số tương ứng của nó, các cái phần tử tương ứng ở cùng vị trí nó phải bằng nhau thì nó mới gọi là hai ma trận bằng nhau được. Thì ở đây nó chỉ là hai ma trận tương đương thôi. Đó. Thì bây giờ đó là mình sẽ dùng biến đổi nè. Mình đưa ma trận này về dạng bậc thang vòng. Đúng chưa?
thì đưa đưa về bạn bậc thang dòng đó, thì cái chỗ này nó phải là số 2, à, số 0. Mà muốn chỗ này số 0 đó, thì mình lấy cái dòng thứ nhất này mình nhân cho âm 2 cộng xuống dòng 2. À, thì này là 0 nè. Thì cái chỗ này là trừ 5. Trừ 5 mà nhân cho âm 2 là trừ trừ 10, là trừ 5 mà nhân cho âm 2 là 10. 10 mà cộng cho trừ 9 là còn 1. Được chưa? Đó. Rồi trừ 2 nhân 4 là trừ 8, mà trừ 8 mà cộng cho trừ 1 là trừ 9. Đó. Rồi trừ 7 mà nhân cho âm 2 là 14, 14 là cộng thêm 4 nữa là 10, 18. Được chưa? Đấy. Rồi đó là cái chỗ này nó phải là số 0 nữa nè. Cho nên ở đây mình sẽ lấy cái dòng thứ nhất này nhân cho trừ 3 cộng xuống dòng 3. Đó. Thì chỗ này nhân cho trừ 3 cộng xuống đây là chỗ này nó sẽ thành số 0. Rồi cái chỗ này là âm 5 nhân cho trừ 3 là âm 15. Hay xin lỗi, bằng 15. Âm 3 nhân cho âm 5 là 15. Trừ nhân trừ thành cộng ha. 15 mà trừ cho 11 thì còn 4. Rồi tiếp theo là chỗ này nhân cho âm 3 là âm 12. Âm 12 mà trừ cho 7 là âm 19. Đây, âm 19 đây. Rồi chỗ này nhân cho âm 3 là 21. Mà 21 cộng cho 17 là 38. Đấy. Thì cái bước đầu tiên mình đã đưa được hai cái dòng đầu tiên về dạng bậc thang rồi. Hai dòng đầu tiên về bậc thang rồi. Vậy thì từ cái dòng thứ hai, dòng thứ ba nó phải bậc thang nữa. Cho nên là cái chỗ này nó phải bằng số 0. Đó. Chỗ này bằng số 0 thì bằng cách là mình lấy cái dòng số 2 này nè. Mình nhân cho trừ 4 cộng xuống dòng dòng nhân cho trừ 4 và cộng xuống dòng 3 là chỗ này nó thành số 0. Rồi. Như vậy thì chỗ này mình cũng phải nhân cho trừ 3 và cộng xuống cái dòng thứ 3. Đấy. Trừ 9 mà nhân cho xin lỗi, nhân cho trừ 4 nhé. Nhân cho trừ 4. Trừ 9 mà nhân trừ 4 là 36. Là mình lấy máy tính bấm này. Thì bây giờ này là trừ 9 nè, nhân cho âm 4, nhân cho âm 4 rồi sau đó là cộng kiểu nhìn theo cái kiểu A ngang đó, tức là nếu nhìn theo kiểu A ngang đó, thì cái ma trận số anh đó. Hệ phương trình nó sẽ có nghiệm duy nhất. Và từ cái ma trận cuối cùng đó, thì đây là hai ma trận tương đương, thì cái hệ phương trình tương ứng với nó là hai cái hệ phương trình tương đương. Cho nên là từ cái ma trận cuối này nè, mình sẽ viết và lại dưới dạng hệ phương trình, với lại hệ phương trình như thế này. Đó. Thì từ đây thì
Thì cái dòng đầu tiên có nghĩa là gì? Cái dòng đầu tiên nè. Thì cái dòng đầu tiên này có nghĩa là 1 nhân cho x1 trừ 5 nhân cho x2 rồi cộng 4 nhân x3 bằng trừ 7. Đúng chưa? Còn cái dòng thứ hai là cái này. Cái dòng thứ hai thì có nghĩa là 0 nhân x1 rồi cộng 1 nhân x2 rồi trừ 9 nhân x3 bằng 18. Nhưng mà 0 nhân x1 là bằng 0 rồi cho nên mình khỏi ghi. Được chưa? Đó. Rồi cái dòng cuối là gì? 17x3 bằng trừ 34. Đó. Thì em thấy cái phương trình cuối này đó, cái hệ cuối này đó, thì từ cái phương trình cuối này mình sẽ giải ra mình tìm được x3. Vậy thì có x3 bằng bằng trừ 2 rồi. Mình sẽ thế lên đây. Mình thế x3 bằng trừ 2 lên đây. Thì cái này nó sẽ là trừ 9 trừ cho 2. Trừ 9 nhân cho trừ 2 là bằng 18. Mà bên đây có 18, bên đây có 18, nó bằng nhau rồi. Vậy thì x2 này nó phải bằng 0. Và tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ thay thay x2 bằng 0 lên đây. Chỗ này nó bằng 0 rồi. Rồi x3 đó thì mình thay bằng âm 2. Âm 2 mình thế lên đây là nhân cho 4 là âm âm 8. Âm 8 mà chuyển vế qua đây là 8. Mà 8 trừ 7 là còn còn 1. Vậy thì x1 bằng 1. Vậy thì mình sẽ được cái nghiệm duy nhất là như thế này. Đấy. Thì ở đây đó thì chúng ta có thể bấm máy tính để kiểm tra lại. Thì đây là cái hệ phương trình ba ẩn. Thì ở trong cái máy tính của chúng ta có nó có cái có chức năng giải. Thấy không? Thì ba phương trình ba ẩn nè, bấm số 3 nè. Thì nó là hệ số đầu tiên là 1 trừ 5 rồi 4. Rồi trừ 7. Cái này là cái này 4 ẩn hay 3 ẩn? Rồi mình bấm lại mod 5. Mod 5. Hệ phương trình 3 ẩn là bấm số 2, đây thì bấm lộn số 3, số 2 đây. 2. Hệ số 3 là 1. Rồi trừ 5 nè. Rồi 4 nè. Rồi hệ số cuối cùng là âm 7 nè. Rồi tiếp tục là 2 nè. Âm 9. Rồi âm 1. Rồi 4. Rồi 3. Rồi âm 11. Rồi âm 7. Rồi 17. Đấy. Thì ra được cái ẩn x là x nó chính là x1 đó, là 1. Y y nó chính là x2 đó bằng 0 và z nó bằng -2 ha. Z nó bằng -2. Đấy. Thì dạy ra đúng nghiệm. Thì mình thấy được cái phương pháp giải bằng phương pháp Gauss chưa? Còn nghe nghe tiếng thầy không các em? Nghe tiếng thầy không? Alo. Alo. Nghe tiếng gì đây? Khánh ơi. Nam có còn đó không Nam? Rồi đó là thầy phân tích cái ví dụ thứ 19 để mà giải cái hệ phương trình bằng phương pháp Gauss ha. Rồi cái ví dụ tiếp theo là cái ví dụ số 20. Ví dụ số 20 này á, là nó có 3 phương trình thôi. Và nó tới 4 ẩn là thấy không? Đấy thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp Gauss. Là mình sẽ viết cái hệ số của cái ma của cái hệ phương trình này thành một cái ma trận hệ số mở rộng như thế này. Đó. Thì sau khi viết ma trận hệ số mở rộng mình dùng các phép biến đổi sơ cấp trên vòng mình nó đưa nó về dạng bậc thang vòng này. Thì từ cái ma trận bậc thang vòng này thì em nhìn thấy nếu mà nó với tư cách là một cái ma trận mà nó ba vòng
mà 5 cột thì rõ ràng là cái nó có 3 cột khác không, 3 dòng khác không. Cho nên hạng của ma trận này nó bằng bằng 3. Nhưng mà nếu mà em chỉ nhìn vào cái 4 cột phía trước thôi, thì trong 4 cột phía trước ấy, thì nó có một cái dòng bằng 0. Đó, nó chỉ còn hai dòng khác không thôi, cho nên hạng của ma trận A bằng 2. Và hạng của ma trận A đó bằng hạng mà khác hạng của ma trận A ngang, cho nên là hệ phương trình vô nghiệm. Đấy. Thì mình cũng có thể từ cái dòng cuối này mình có thể suy ra được cái hệ vô nghiệm được. Bởi vì đây có nghĩa là 0 nhân x1 cộng 0 nhân x2 cộng 0 nhân x3 cộng 0 nhân x4 mà nó bằng bằng 2. Vậy thì rõ ràng nó vô lý, cho nên nó vô nghiệm. Rồi, mình cũng giải cái hệ cái xem cái ví dụ 5.21 luôn. Ví dụ 5.21 là cái hệ này. Hệ này thì nó có bốn ẩn, bốn phương trình nha, bốn ẩn, bốn phương trình. Thì khi mà mình viết cái dạng ma trận hệ số mở rộng, mình biến đổi đưa nó về dạng bậc thang dòng thì nó sẽ có dạng bậc thang dòng, thì mình thấy là rõ ràng là hạng của ma trận A với A ngang là nó bằng nhau và bằng 4, cho nên hệ có nghiệm duy nhất. Và từ cái ma trận cuối thì mình đưa về đây, mình đưa về đây rồi cái đầu mình rồi tính x4 rồi có x4 rồi mình thay vô mình tính x3 rồi có x4 x3 mình thay lên cái phương trình thứ hai này mình tính được x2 rồi có x2 x3 x4 rồi mình thế lên phương trình một là mình sẽ tính được cái x1 và tóm lại là mình sẽ được cái nghiệm đó như thế này. Và thật ra là khi mà trong quá trình về làm bài đó thì các em đưa tới đây các em bấm máy ra luôn. Không. Tại sao mình không bấm máy ngay từ đầu? Tại vì có khả năng là khi mà bấm máy từ đầu nó không ra, có những cái trường hợp là cái hệ phương trình nó vô nghiệm hoặc là nó có vô số nghiệm. Đúng chưa? Thì có thể mình bấm máy ngay từ đầu cũng được. Nếu mà nó ra nghiệm duy nhất á thì mình cũng có hướng giải đúng không? Hướng giải là mình cố gắng mà giải để đưa về cái dạng bậc thang theo kiểu tam giác này. Thì bây giờ em xem thêm cái ví dụ 5.22. Ví dụ 5.22 thì cái ma trận hệ số nó như thế này và cuối cùng biến đổi là như thế này. Thì em thấy là nếu mà em nhìn hết toàn thể 5 cái cột này thì chỉ có hai dòng đầu tiên là nó khác không thôi. Đó, cho nên là cái hạng của ma trận A ngang là bằng 2. Đó. Còn cái hạng của ma trận A thì mình nhìn chỉ bốn cái cột đầu thôi. Nhìn bốn cột đầu thì mình cũng cũng thấy nó chỉ có hai dòng khác không thôi. Cho nên hạng của ma trận A là nó cũng bằng 2. Đó. Và cho nên là hạng của A bằng hạng của A ngang nên nó có nghiệm. Nhưng mà bằng 2 thì nó nhỏ hơn cái số ẩn, cho nên là hệ này nó có vô số nghiệm phụ thuộc tham số. Đó, chính vì vậy thì đối với cái hệ phương trình này nếu mà người ta cho đó mà em bấm máy thì nó sẽ không ra nghiệm. Đúng không? Nó không ra nghiệm, nó báo lỗi. Cho nên là mình phải giải tới đây thì mình sẽ đưa nó về cái dạng hệ cuối cùng này. Và dạng hệ cuối cùng này thì em thấy ở đây nó chỉ có hai ẩn thôi. Có bốn ẩn thôi, bốn ẩn mà nó chỉ có hai phương trình thôi. Cho nên là cái chỗ này đó em đặt x3 x4 là cái tham số. X3 thì em đặt bằng T, x4 đặt bằng S hoặc là x3 đặt bằng A, x4 đặt bằng B rồi em sẽ tính x1 x2 theo AB. À. Đấy thì em được cái nghệ cái nghiệm gọi là cái hệ nghiệm tổng quát rồi đó. Đó. Thì cũng bằng cách đó mình có thể giải và biện luận cái hệ phương trình ha. Thì cái phần giải và biện luận hệ phương trình đó thì các em tham khảo giùm thầy. Đấy, thì nó cũng cái điều kiện như thế thôi. À, tiếp theo là giải và biện luận. Thì ở đây thì thầy không quên nói là một cái phương pháp nữa gọi là cái phương pháp Rame đó. Thì phương pháp Rame để giải hệ phương trình đó là nó sử dụng là cái phương pháp Rame để giải hệ phương trình. Thì để thầy chiếu cái tài liệu lên thêm cho các em. Cái tài liệu này thầy rút ngắn lại cho nên là nó
Đây là phương pháp giao, phương pháp Gamma. Đây, thì phương pháp Gamma thì nó để giải cái hệ phương trình, nó gọi là hệ phương trình Rame. Tiếng Anh nó đọc là Ramer đi, đọc Ramer đi ha. Đấy thì cái dạy để cái hệ phương trình Ramer là cái hệ phương trình nó gồm nó phải có là n phương trình và n ẩn, n phương trình, n ẩn, và đồng thời đó là cái ma trận hệ số của nó phải có định thức khác không thì nó mới gọi là hệ phương trình Ramer. Mà để giải hệ phương trình Ramer đó, để giải hệ phương trình Ramer đó thì mình sẽ bạn Nam có gì ý kiến gì à, Nam. Dạ thầy thầy ơi, giờ trên quê em đang cúp điện giờ còn 5% em học chừng nào mà nó sập nguồn em Không xin sao đâu, phép nha thời gian thầy. này xong rồi, có gì nữa thầy nhắn Zalo cho ha. dạ Rồi ok, dạ dạ thời gian tại thì vì điện em đi thoại cái em phần còn năm phần Rame chắc trăm là mà nó bị cúp mình biết rồi nha. Ok rồi, dạ thì cái hệ dạ dạ em cảm Rame đó ơn. thì cách giải như thế này em. Quy tắc giải Rame đó thì bây giờ đó là đầu tiên đó là mình sẽ tính cái định thức của cái ma trận hệ số gọi mình gọi là D. Rồi đó là cái định thức mình sẽ tính cái định thức DXY. DXY đó là mình tính bằng cách là mình sẽ thay cái cột hệ số tự do vô cái cột thứ y. Chẳng hạn như DX1 là mình sẽ thay cái cột B1, B2 đến BN nè vô cái cột thứ nhất của cái định thức D. Định thức D này. Rồi DX2 là mình sẽ thay cái cột thứ hai vô cái cột thứ hai bằng cái cột hệ số tự do. Vân vân. Thì sau khi mà mình tính được tất cả các cái định thức D và DX1, X2 đến N đó, mình lấy cái DXY. DXY mình sẽ chia cho D thì mình sẽ được cái nghiệm XY, cái ẩn XY. Vậy thì mình sẽ được là N cái ẩn, cái bộ N giá trị của cái ẩn, rất là nghiệm của hệ phương trình. Thì đó là cách giải hệ phương trình bằng phương pháp Rame. Thì đảo lại cái tài liệu chúng ta đó, thì tới đây đó, thì coi như là nó cũng hoàn thành rồi. Đó, thì thầy yêu cầu các em đó là làm một số cái chuẩn bị bài tập để mà kiểm tra để mà và thi đó. Thì ở đây là cái bài tập 5.6 nè, mình đánh dấu lại nè. 5.7 là tìm hạng ma trận ha. 5.8, 6, 7, 8. Đó, rồi về cái giải hệ phương trình tuyến tính là bài 5.5.11. 5.11 là chúng ta xem hết ha. Đấy, thì mấy cái hệ phương trình tuyến tính này em xem hết. Giải bằng phương pháp Gauss thì yêu cầu giải bằng phương pháp Gauss thôi. 5, 6, 7 và 5.11 ha. Thì đó là cái chương số 5 ma trận định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đấy thì cái phần nội dung mà thầy truyền tải cho các em đó thì lý do tại sao là nhanh thế, tại vì chúng ta học cũng có ba đứa rồi, cho nên là thầy dạy hơi nhanh. Nếu mà dạy trên lớp đông đó, thì thầy sẽ giảng hơi chậm lại để cho các bạn nhiều khi nó theo kịp đó ha. Thì buổi nay đó là coi như là cái phần lý thuyết và cái ví dụ ở trên phần lý thuyết là thầy đã cung cấp cho các em rồi, còn lại là phần bài tập là các em cố gắng làm ha. Thì có thể là tuần sau đó là mình kiểm tra đó, kiểm tra thì chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp. Thì thôi buổi học đến đây tạm dừng ha. Được chưa ạ? Thì em nào mà không có học đầy đủ thì thầy có quay cái màn hình lại đó, thì nữa thầy có thể có chỉ chuyển cái video cho các em ha. Rồi chúng ta nghỉ nha.